Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Tiếp nối thành công chương trình tình nguyện áo ấm mùa đông năm 2018, vừa qua, những trái tim tình nguyện của Đoàn Thanh niên Công ty Than Thống Nhất TKV và nhóm giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 đã phát động tổ chức hoạt động chương trình áo ấm mùa đông năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực tại thôn Phiêng Sảng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Chương trình áo ấm mùa đông năm nay đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể công nhân viên, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công ty Than Thống Nhất TKV. Ngoài ra, đoàn tình nguyện đã kêu gọi ủng hộ được hơn 50 triệu đồng để sửa chữa, lát nền điểm trường mầm non thôn Phiêng Sảng. Đoàn còn trao tặng các suất học bổng và một số bộ bàn ghế, bánh kẹo cho các em học sinh. Ông Chu Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Hòa và bà Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng trường mầm non xã Trung Hòa đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn trân trọng tới những tấm lòng hảo tâm của các tập thể đoàn viên thanh niên nhóm giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 và các đồng chí đoàn viên thanh niên Công ty Than Thống Nhất. Bằng tấm lòng và sự sẻ chia, đoàn thanh niên đã giúp cho các em nhỏ và bà con nhân dân thôn Phiêng Sảng, xã Trung Hòa có được cơ sở vật chất khang trang, tiếp thêm sức mạnh về tinh thần cho nhân dân nơi đây. Chương trình tình nguyện áo ấm mùa đông là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và toàn thể đoàn viên thanh niên Công ty Than Thống Nhất nói riêng nhằm hưởng ứng mạnh mẽ phong trào tuổi trẻ hành động vì cộng đồng. Hoạt động đã phần nào chia sẻ được những khó khăn trong cuộc sống, góp phần giúp đỡ bà con đồng bào vùng cao, giúp các em học sinh được học tập tốt hơn. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tinh thần tương thân tương ái đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.